lên tới đây các bạn. Wow, tốc độ này chạy rất là dữ nha. Chạy rất là đã luôn các bạn. Cái mũi anh nè. Ôi ôi kìa kìa. Hơi lắc các bạn xem không cảm nha, tại anh đi cũng hơi khá là xa các bạn. Cái con tàu của mình đang đi thì nó cũng đang lắc rất là dữ đây. Nước biển ở đây thì rất là đẹp nha các bạn. Nhìn hết trơn khu vực này thì nó rất là trong xanh luôn. Ở đây là hòn Hòn Sơn các bạn. Đây đi một anh cao tốc super đông nữa nha các bạn. Này chạy cũng rất là dữ dội nè. Quá đã luôn rồi ôi kìa. Cái lần nước của anh nhìn rất là đẹp nha các bạn. Rồi, cái tốc độ này là 70-80 luôn đây các bạn ơi. Wow. Đây, những cái anh chị ngồi ở phía sau ngắm cảnh này các bạn, rất là phơi luôn. Rồi chạy cái tốc độ này là xem rất là đã nha. Bắt đầu anh chạy lướt ngang cái anh tàu luôn rồi các bạn. Mình trở lại mình cho xem cái anh Super Đông này anh chạy rất là tốc độ trên biển nữa nha các bạn. Thì từ đầu video tới giờ thì cũng 3-4 chiếc Super Đông nó đi rồi các bạn. Tính luôn hết cái dòng Super Đông mà chạy mấy cái đảo này tới mười mấy chiếc luôn các bạn. Ồ quá trời cái động cơ. Hơi lắc các bạn xem không cảnh nha các bạn. Cái hàng dây điện trên kia là cái hàng kéo từ Cà Mau về đảo nha các bạn. Rồi kia cái hình nó nhỏ kìa. Ui đây lúc này là cái lúc mà sóng của chiếc Super Đông đi qua dọc vô tàu của mình đây các bạn. Rất là chết rồi. Đây cái anh tàu Super Đông này đang chạy hết ga luôn nha các bạn. Rất là dữ luôn. Rồi luôn.
ok. Quá đã luôn cái mũi kìa. Giảm tốc độ lại đây để các bạn cập bến nha các bạn. Sẽ cập bến ngay tại đây nha các bạn. Cái anh Super Đông 11 kia các bạn. Quá đã luôn. Chạy từ từ vô đó là cầm bến các bạn. Có anh tập nhỏ nhỏ quá trời luôn.